À thưa chị Thu Hằng ạ, hôm qua thì các khu vực phía Bắc cũng đã xuất hiện tình trạng mưa dông trên diện rộng, đặc biệt là ở khu vực vùng núi thì mưa rất là to. Không biết ngày hôm nay thì tình hình như thế nào thưa chị? Dạ vâng xin được chào buổi sáng anh ạ. Ngày hôm nay thì rất tiếc là tình trạng mưa có thể sẽ gia tăng hơn ở cả khu vực đồng bằng đấy ạ. Thưa quý vị, đêm qua ở miền bắc nhiều nơi tiếp tục có mưa vừa mưa to trong ngày và đêm hôm nay thì dạnh áp thấp vẫn hoạt động mạnh vì thế bắc bộ vẫn sẽ nhiều nơi có mưa trong đó thì hai tâm mưa lớn một là tại khu vực lai châu điện biên sơn la lào cai và hai là khu vực ở hải phòng quảng ninh lạng sơn với lượng mưa trong ngày và đêm nay thì sẽ phổ biến trong khoảng từ 50 tới 70 mm cục bộ thì sẽ có những nơi mưa to trên 120 mm các nơi khác của Bắc Bộ thì sẽ cũng có mưa nhưng lượng mưa sẽ nhỏ hơn, dao động quanh mức từ 20 cho tới 30 mm. Mưa lớn kéo dài nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh vùng núi như là tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này thì sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày nữa. Vì thế trong những ngày này, quý vị cần cảnh báo là sẽ có lũ quét, sạt lở đất, ngập úng sẽ còn mở rộng hơn và nguy cơ cũng sẽ cao hơn. Những cơn mưa rông xảy ra bất kỳ thời gian nào trong ngày thì sẽ làm cho nền nhiệt hôm nay ở miền Bắc giảm thấp. Vùng có mưa to là các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ nên nhiệt độ sẽ ở mức mát mẻ, dao động quanh mức nhiệt là từ 28 và 26 độ. Còn tại khu vực đồng bằng thủ đô Hà Nội thì sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho tới 31 độ. Thưa quý vị, rãnh mây rông cũng đã tác động yếu đến khu vực phía bắc của miền Trung, khiến cho Thanh Hóa trong ngày hôm nay thì trời sẽ có nhiều mây và có mưa rào và rông về chiều tối. Còn tại khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh thì sẽ có mây nhiều hơn, ngày còn nắng gián đoạn. Vì thế nhiệt độ tại đây sẽ không quá cao với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ. Còn ở khu vực Trung Trung Bộ ngày hôm nay thì vẫn sẽ có nắng cục bộ với nhiệt độ dao động quanh mức nhiệt từ 35 cho tới 37 độ. Phần còn lại là từ khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận thì sẽ có nhiệt độ thấp hơn với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 33 cho tới 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ yếu nên ngày hôm nay vẫn là một ngày nắng nhiều ở cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nắng sớm với thời gian nắng dài, cường độ nắng mạnh nên nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên chiều nay sẽ tăng lên dao động trong khoảng từ 30 cho tới 32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 33 cho tới 34 độ. Nóng cục bộ thì vẫn sẽ xảy ra ở một số nơi của miền Đông Nam Bộ. Lưu ý về chiều tối thì vẫn sẽ có khả năng xảy ra mưa rông ở cả hai khu vực này. Chuyển sang khu vực Bắc Bộ ngày hôm nay diện mưa sẽ mở rộng ra hầu khắp Bắc Bộ nên nhiệt độ tại đây sẽ khá dễ chịu. Các tỉnh đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội ngày hôm nay còn đan xen các khoảng hưởng nắng với mức nhiệt dao động không quá ngưỡng nhiệt 31 độ. Còn tại khu vực trung du và vùng núi thì sẽ có nhiệt độ thấp hơn một chút với nhiệt độ dao động quanh khoảng từ 26 cho tới 28 độ. Chuyển sang tới tết biển Ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa ngày hôm nay sẽ tiếp tục duy trì thời tiết tốt, trời không mưa với gió tây nam cấp 4 đến cấp 5 tầm nhìn xa trên 10 km. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà tôi muốn gửi tới quý vị. <laughs>